hôm nay Kỳ Lân Luxury sẽ giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ limited siêu phẩm của Hublot có tên là Hublot Classic Fusion Takashi Murakami All Black. Đây là bản giới hạn chỉ có 200 chiếc trên thế giới. Đường kính 45mm, chiều cao 13,45mm, chất liệu gốm đen, hoa và cánh hoa cài kim cương đen, khả năng chống nước 5ATM. Đồng hồ Hublot Classic Fusion Takashi Murakami All Black có biểu trưng đặc thù nhất của nghệ sĩ người Nhật Bản, biểu tượng đầu bông hoa đang cười. Tuy nhiên, biểu tượng này được biến tấu sở hữu những cánh hoa xoay tròn, tạo nên sức sống mãnh liệt cho một mặt số chỉ mang màu đen. Thoạt đầu, khi nhìn ảnh tĩnh, ta sẽ thấy cái Hublot Classic Fusion Takashi Murakami All Black trông rất đơn điệu và thiếu sức sống. Đặc thù hơn, điều này trái ngược hoàn toàn sở hữu bắt mắt đầy màu sắc của ngài Murakami. Tuy nhiên, sau khi thấy được sự chuyển động của đồng hồ, tôi đã thấy rõ nét đột phá của người nghệ sĩ nhân kiệt này, cộng với đấy là khả năng chế tác hoàn hảo của Hublot. Chi tiết gây ấn tượng nhất trên chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusion Takashi Murakami All Black là mặt số mang tượng trưng cánh hoa xoay tròn. Chi tiết này được trang trí bởi 456 viên kim cương đen, bản chất là một đĩa xoay sở hữu vòng bi ceramic và quả nặng ở một phía. Điều này sẽ giúp cho nó với thể xoay tự do mỗi lúc các bạn di chuyển cổ tay. Khả năng phản chiếu ánh sáng của đá quý tạo nên độ tương phản hoàn hảo với vành bezel và bộ vỏ được hoàn thiện xuất sắc. Phần núm chỉnh giờ lại sở hữu hình bông hoa, khác biệt hoàn toàn so với những cái đồng hồ trước đây. Hai cây kim giờ phút có trục rất dài để có thể đặt phía trước những cánh hoa xoay. Tuy vậy, chúng ta cũng chỉ có thể quan sát được phần đầu kim, do phần trung tâm mặt số đã được che bởi gương mặt bông hoa. Chi tiết này được tạo hình vòm và phần miệng cười được làm lõm xuống, tạo nên thiết kế 3 chiều cho mặt số đồng hồ. Chính vì thiết kế mặt số có chiều sâu như vậy, bộ vỏ của chiếc Hublot Classic Fusion Takashi Murakami All Black cũng dày hơn bình thường một chút. Với đường kính 45mm, chiếc đồng hồ này dày khoảng 13.45mm, dày hơn 1/3 so với những chiếc Classic Fusion thông thường. Giống như mọi chiếc All Black khác, bộ vỏ đồng hồ vẫn được làm từ chất liệu ceramic đen, kèm miếng lót bằng resin đen. Bộ sưu tập Classic Fusion mang giá tiền tốt nhất trong gần như trong tất cả sản phẩm của Hublot, thành ra những dòng đồng hồ này chỉ được làm bằng máy Iber Uche của Cellliter. Tuy nhiên, với mẫu Hublot Classic Fusion Takashi Murakami All Black, chúng ta mang bộ máy UNICO được sản xuất in-house hoàn toàn bởi thương hiệu. Bộ máy UNICO HUB1214 sở hữu dây tóc bằng silicone chống từ và có khả năng tự động lên dây cót, với thời lượng cót lên tới 3 ngày. Hiện tại, phiên bản này chỉ có tính năng hiển thị giờ phút cơ bản. Tuy nhiên, máy UNICO thường sẽ được kết hợp thêm với tính năng chronograph, và ta rất có thể sẽ nhìn thấy một chiếc Classic Fusion Takashi Murakami chronograph trong tương lai. Với mức giá niêm yết hơn 27.000 USD, phiên bản kết hợp của Hublot và Takashi Murakami gấp đôi giá của những chiếc Classic Fusion Ceramic phiên bản thông thường. Phiên bản Hublot Classic Fusion Takashi Murakami All Black chỉ được sản xuất với số lượng 200 chiếc, phân phối trên toàn thế giới. Kỳ Lân Luxury xin kính chào quý khách. Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên giao lưu, mua bán sản phẩm điện thoại đẳng cấp luxury chính hãng, nguyên zin, nguyên bản như Vertu, Mobiado, Nokia 8800, Nokia 6700 và rất nhiều những sản phẩm điện thoại đẳng cấp và đồ cổ siêu tầm khác. Kỳ Lân Luxury chuyên cung cấp sim số VIP, đồng hồ, túi sách thời trang của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Với phương châm uy tín tạo nên thương hiệu, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm đẹp, độc, lạ, chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý. Chi tiết quý khách vui lòng truy cập website kylanluxury.com. Kylan Luxury, đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu.